Rồi tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn viết chì tay để chỉnh chì tay cho cái phần menu nav bar này. Thì tôi sẽ đi làm như sau, thì tôi sẽ đi vô cái folder SCS và tôi sẽ tạo ra một cái folder nữa, là cái folder tôi đặt tên cho nó là folder bay. Thì ở trong cái folder này thì tôi sẽ chứa các chì tay cơ bản ở trong này. Tiếp theo thì tôi sẽ tạo ra một cái file mới là cái file bay.scs. Rồi tôi nick cho Z. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ tạo ra một cái file nữa là variable. Rồi tôi cho Z. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ tạo ra một cái file nữa là cái file mixin. Thì cái file mixin này thì tôi sẽ sử dụng để mà chứa các hàm. Cho Z. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi loát các file này do cái file main của tôi. Đó thì tôi sẽ loát cho cái file main.scs này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ thêm cho nó một số cái ghi chú, như là chẳng hạn như tôi muốn thêm cho nó cái version chẳng hạn, thì tôi sẽ cho viết là chẳng hạn như là tôi cho cái version của cái website này là 0.0.1 chẳng hạn. Rồi tiếp theo thì chẳng hạn như tôi muốn thêm cho nó cái title là web.ttshop.com chẳng hạn. Rồi, tôi cũng mở cái app này. Đó, cái chỗ này tôi click cho cái đồ z này cho đây. Đó thì nó cũng biên dịch success. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ ghi chú ở chỗ này. Tôi sẽ ghi chú là bay các tài cơ bản, giờ tôi gọi là bay style. Rồi variable. Rồi missing. Thì tôi sẽ ghi chú như vậy cho nó dễ hiểu. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi import mấy cái file này vô. Thì tôi sẽ làm như sau. Thì tôi sẽ sử dụng cái thẻ import. À, tôi sẽ có a còng import. Thì đầu tiên thì tôi sẽ đi import các file ở trong cái folder là bay, thì tôi sẽ đi cho folder bay. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi import cái file variable.scs này, rồi tôi sẽ copy cái tên của nó, rồi tôi sẽ paste nó vô đây. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi import các file còn lại, rồi tôi copy ở chỗ này xuống cho nó nhanh. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ copy cái file mixin này lên. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ copy cái tên file bay này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ mở cái file variable này lên và tôi sẽ đi viết cho nó, viết code cho nó. Thì trong cái file variable này thì tôi sẽ có một số cái tên biến như sau. Thì tôi sẽ có cái phông style, sẽ ghi chú là phông style đây. Rồi và tôi sẽ có các tên biến như là bay phông style chẳng hạn, thì tôi cho nó là 15 pixel. Cái chỗ này tôi nhầm, tôi để lại dấu hai chấm. Rồi theo thì tôi cho save thì nó cũng biên dịch success cho tôi như vậy. Tôi nick cho save là nó sẽ tự biên dịch cho tôi. Và tiếp theo thì tôi có cái bay phông family. Tôi cho nó là cái phông Arial. Rồi tôi cũng để cho sạch. Rồi tiếp theo thì tôi có cái bay phông color. Tôi sẽ cho nó cái mã màu là thăng 666. 666 như vậy. Rồi tôi cho sạch. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ loát cái file bay này. Thì trong cái file bay này thì tôi sẽ chữa cái style như là các phông chữ này nọ, thì tôi sẽ chữa ở trong này. Thì ở cái trang này thì tôi sẽ cho nó cái kiểu chữ là Arial, thì tôi sẽ làm như sau. Thì tôi sẽ có cái đầu tiên thì tôi sẽ ghi chú đấy. Thì tôi sẽ ghi chú là bay style. À, rồi tiếp theo thì tôi sẽ có cái thẻ body, thì tôi muốn cho
hết các style mà nằm ở trong cái thẻ body này, thì tôi sẽ viết style cho cái thẻ body này. Thì đầu tiên thì tôi sẽ có cái thuộc tính là phong family. Phong family thì tôi sẽ sử dụng cái biến là bay phong family này, thì tôi sẽ sử dụng cái kiểu chữ là audio này. Tôi sẽ copy cái tên biến này và tôi sẽ pass vào đây, rồi tôi cho save. Rồi tiếp theo thì ở trong cái trang index.html này thì tôi chưa nuốt cho cái file main.scs, cái file main css chứ. Đây thì tôi chưa có nuốt cho cái file này, thì tôi sẽ đi nuốt cái file này rồi. Thì tôi sẽ copy cái link này, rồi tôi cho save. Rồi tôi sẽ đi defend lại trình duyệt. Đó thì bây giờ cái phông chữ nó đã thay lại cho tôi như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ thêm cho nó cái phông size. Phông size thì ở bên chỗ variable này thì tôi có một cái biến là bay phông size như vậy. Thì tôi sẽ copy cái biến này vô đây và tôi sử dụng nó ở đây. Rồi tôi cho size. Rồi tôi đi defend lại trình duyệt. Đó thì bây giờ cái phông chữ nó bự hơn rồi. Tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái line height. Cái line height thì tôi cho nó là bằng 1.7 im. Rồi tôi cho size. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái color. Color thì ở đây tôi có một cái biến là bay phông color, thì tôi sẽ sử dụng cái tên biến này, copy cái tên biến này qua đây và tôi sử dụng cái tên biến này. Rồi tôi sẽ đi defend lại trình duyệt. Đó thì cái màu nó cũng thay đổi lại cho tôi. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi cho folder scs và tôi sẽ tạo ra thêm một cái folder nữa. Tôi chọn new folder. Tôi sẽ tạo ra cái folder là layout. Rồi bên trong này tôi sẽ tạo ra thêm một cái file nữa. Thì tôi sẽ tạo ra một cái file là header.scs. Rồi tôi đi vô Z. Rồi tương tự thì tôi cũng đi ngoát cái file header.scs này vô cái file main. Tôi sẽ quay lại file này. Thì tôi cũng ghi chú lại là, ví dụ đầu ghi chú này là style for layout bay chẳng hạn. Đó. Rồi tôi sẽ đi mất cho cái file header này. Rồi tôi copy cái dòng import này xuống đi. Rồi tôi sẽ đi copy cái tên của cái file này. Ở chỗ này thì tôi phải sửa lại là layout. Rồi, tôi sẽ nó tới cái file header.scs này, tôi đi cho save. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái file header này lên và tôi sẽ viết style cho nó ở trong, tôi sẽ viết style cho cái phần các phần menu nav bar này ở trong cái file header.scs này, thì tôi sẽ ghi chú lại. Style for menu header. Ở dưới này thì tôi sẽ bắt đầu viết style cho nó như sau. Thì ở bên trong này thì tôi có một cái thẻ, tôi có một cái class là nav bar. Tôi sẽ copy cái class này qua đây. Ở bên trong cái nav bar này thì tôi có một cái class là bằng nav bar ran như vậy. Tôi copy cái tên class này. Tôi sẽ sử dụng, tôi sẽ ghi như vậy. Rồi bên trong cái nav bar này thì tôi có cái thẻ img, thì tôi sẽ viết style cho cái thẻ img này. Thì tôi sẽ cho nó cái height là khoảng 30 pixel. Rồi tôi cho size. Rồi tôi sẽ đi defend để trình duyệt. Đó thì cái hình icon của tôi nó đã thu nhỏ lại như vậy. Theo thì tôi sẽ chỉnh cái hay cho cái nắp ba này, thì tôi sẽ cho nó cái chẳng hạn như tôi cho nó cái min hay chẳng hạn là bằng 60 pixel. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái width chẳng hạn, width thì tôi cho là bằng 100%. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái margin là bằng auto. Theo thì tôi cho nó cái background. Background thì tôi sẽ cho nó cái mã màu là thăng FF66 như vậy.
rồi tôi go save, rồi tôi sẽ đi refresh lại trình duyệt. Đó thì cái phần này nó đã thêm cho cái background và nó tăng cái chiều cao cái hay như vậy. Rồi ở cái chỗ này thì cái background này, cái mã màu này thì chúng ta không nên để nó ở đây, và chúng ta nên đặt cho nó một cái tên biến ở bên cái file variable này để chúng ta xài. Thì tôi sẽ đi đặt cho nó một cái tên biến, ví dụ là tôi đặt cho nó là primary color chẳng hạn. Chỗ này thì tôi sẽ ghi chú lại, chỗ này thì tôi sẽ cho nó là cái, ví dụ như tôi ghi chú là color, ví dụ chỗ này tôi sẽ ghi chú là background color. Đó, thì tôi sẽ sử dụng cái mã màu này copy và tôi sẽ thay thế nó vô chỗ này. Thì vì cái mã màu này tôi sẽ sử dụng lại ở nhiều chỗ, thì khi mà tôi đặt tên biến như vậy thì tôi có thể sử dụng ở nhiều chỗ. Rồi tôi vô save, rồi tôi đi phía lại trình duyệt thì kết quả nó vẫn như cũ. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái border, thì tôi sẽ cho nó cái đầu tiên thì tôi sẽ cho nó cái border nét bằng 1 pixel. Rồi Sony. Rồi thăng E7. Rồi E7. Rồi theo thì tôi cho nó cái border line, thì tôi copy luôn cái dòng border nét ở trên xuống và tôi chỉnh sửa chỗ này thành border line. Tiếp theo thì tôi muốn cho nó cái margin bottom. Chẳng hạn như tôi cho là 40 pixel chẳng hạn. Tôi đi cho size. Rồi tôi defect này chỉnh chuyện. Rồi tiếp theo thì ở trong này nó có các thẻ A, thì tôi sẽ đi viết chỉ tay cho các thẻ A ở trong này. Thì tôi sẽ viết chỉ tay cho nó ở bên dưới này. Thì tôi sẽ cho nó cái đầu tiên là cái color. Cái color thì bên này thì tôi có một cái biến là Bayphone Color, thì tôi sẽ sử dụng cái biến này. Tiếp theo thì tôi sẽ thêm cho nó cái chấm tham important. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái font size, thì tôi cho nó là 17 pixel. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái letter spacing là khoảng cách ở giữa các chữ. Tôi cho nó là trừ 0.5 pixel. Rồi tiếp theo thì tôi đi cho size. Rồi tôi đi phép này chỉnh duyệt. Đó thì cái chữ nó đã bự hơn như vậy. Tiếp theo thì mấy cái chữ này thì tôi muốn chỉnh cho nó cái padding top. Tôi muốn chỉnh cho nó cái padding top thì tôi sẽ thêm cho nó cái thuộc tính là padding top. Tôi cho là 20 pixel. Rồi tôi cũng chấm tham important. Rồi tôi đi cho size. Rồi tôi defect lại trình duyệt. Đó thì nó đã cho tôi cái padding top và trông nó ở giữa giữa như vậy thì nó rất là đẹp. Rồi tiếp theo thì chỗ này thì nó là cái thẻ form. Đó thì nó là cái thẻ form này, thì tôi cũng viết style cho cái thẻ form này. Tôi sẽ viết cho nó như sau. Thẻ form này thì tôi cho nó cái margin top. Đó, tôi sẽ cho nó là 15 pixel. Và tôi cho save. Rồi tôi defect lại trình duyệt. Đó thì cái form nó đã căn chỉnh ra giữa cho tôi như vậy. Cái này thì nó căn hơi nổ nên là tôi sẽ chỉnh lại cho nó khoảng 13 pixel chẳng hạn. Rồi tôi defect lại trình duyệt. Đó, trông nó ở giữa giữa như vậy thì nó đẹp hơn. Rồi tiếp theo thì cái button cái text box của sở này thì tôi muốn cho nó rộng ra. Thì tôi sẽ chỉnh cho nó cái thì ở đây thì tôi có một cái thẻ là input type bằng search như vậy, thì tôi sẽ viết style cho cái thẻ này. Thì tôi cho nó cái width bằng 240 pixel chẳng hạn. Rồi tôi cho save. Rồi tôi khép lại trình duyệt. Đó thì trong cái menu cái ô text box search này thì nó đã trông nó đã dài ra như vậy. Tiếp theo thì cái phần tên cái thương hiệu này thì tôi muốn viết chỉ tay cho cái phông chữ nó bự hơn, thì tôi sẽ đi làm như sau.
Thì ở đây thì tôi có một cái class là NavaRAM như vậy. Tôi sẽ viết style cho cái class này. Tôi sẽ viết cho nó ở đây. Rồi tôi sẽ viết style cho nơi sau thì tôi sẽ cho nó cái font size. Thì tôi cho nó là 16 pixel. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái font weight. Thì tôi cho nó là bold. Rồi tiếp theo thì tôi có cái letter spacing. Thì tôi cho nó là 0.5 pixel. Rồi tôi đi go size. Rồi tôi sẽ đi defect để chỉnh duyệt. Đó thì cái chỗ này thì cái tên thương hiệu website của chúng ta nó thay đổi như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi muốn viết style cho cái background khi mà chúng ta hover vào mấy cái menu này thì nó có cái màu trắng chẳng hạn, thì tôi sẽ đi làm như sau. Tôi sẽ nick cho chỗ này và tôi chọn impact. Thì tôi sẽ copy đi cái chỗ này. Và tôi sẽ quay lại cái file này và tôi sẽ đi viết ở đây. Khi mà nó hover rồi thì tôi sẽ 2.hover. Thứ hai là khi mà người ta focus cho chẳng hạn thì tôi sẽ 2.focus. Rồi tiếp theo khi mà nó active chẳng hạn thì tôi sẽ bỏ chỗ này đi. Chỗ này tôi sẽ có dấu mũi tên trở tới 2.active. Khi mà active rồi trở tới cái thẻ A thì tôi sẽ cho nó cái background chẳng hạn. Tôi sẽ cho nó ở thằng F. Rồi chấm tham important. Rồi tôi cho save. Rồi tôi sẽ defect lại chỉnh duyệt và tôi hover vào rồi. Hover vào rồi thì nó chưa có cái hiệu ứng gì hết. Thì có lẽ là tôi đã viết sai một cái chỗ nào đó, thì tôi sẽ đi kiểm tra nó lại. Thì ở chỗ này thì tôi viết sai mất ở chữ focus này, tôi giữ mất chữ R thì tôi sẽ bỏ chữ R này đi. Và tôi cho save. Rồi tôi sẽ đi defect lại chỉnh duyệt. Và bây giờ tôi hover lại. Hover lại thì nó đã chuyển cái background màu trắng như vậy, nhưng mà nó chưa bắt được cái chiều cao của thằng menu nắp 3. Thì tôi sẽ đi viết style để cho nó bắt được cái chiều cao của menu nắp 3 như sau. Thì tôi sẽ cho cái thuộc tính là padding bottom. Tôi cho là 19 pixel và chấm tham important. Rồi tôi cho save. Rồi tôi refresh lại chỉnh duyệt. Đó, bây giờ tôi hover lại thì nó đã bắt được cái chiều cao của cái phần thằng menu nắp 3 rồi. Thì ngoài ra thì ở chỗ này thì cái menu home này thì hiện tại chúng ta đang ở trang index là cái trang home là trang chủ, thì tôi muốn cho nó active này, thì tôi muốn cho nó có cái background màu trắng active này để cho người ta biết là họ đang ở cái trang home. Thì tôi làm như sau. Thì ở chỗ này cái thẻ NI thì tôi sẽ cho nó cái thêm cái class là bằng active. Rồi tôi cho save. Rồi tôi defect để trình duyệt. Đó thì cái menu home bây giờ nó đã active như vậy. Đó. Rồi tiếp theo thì mấy cái menu này thì tôi muốn cho nó cái quick, cho nó min quick, chỉnh cho nó cái min quick để cho nó có cái chiều rộng nó tương đối bằng nhau thì cho nó đẹp hơn. Thì tôi sẽ làm như sau. Thì tôi sẽ viết ở đây. Tôi sẽ có cái thẻ NI. Thì tôi cho nó cái min quick là bằng 85 pixel. Rồi tôi cho save. Rồi tôi sẽ đi refresh lại chỉnh duyệt. Đó thì nó đã cho cái min quick lại như vậy. Và nó cái menu như mấy cái menu new này nhìn trông nó dài dài hơn thì trông nó tương đối là bằng nhau thì trông nó đẹp hơn. Cái chỗ này thì tôi chỉnh cho nó là 20 pixel nó đi. Cái đỉnh bottom này tôi chỉnh cho 20 pixel nó đi cho nó chẳng. Tôi cho sạch. Tôi defect lại chỉnh duyệt. Đó, trông nó hiện giờ nó như vậy. Và cái menu login này thì tôi muốn chỉnh cho nó căn lề ở bên phải ra một chút để trông nó đẹp hơn. Thì tôi sẽ làm như sau. Thì ở chỗ này tôi sẽ cho nó thêm cái class là bằng menu login. Thì tôi sẽ copy cái tên class này và tôi sẽ đi viết style cho cái class menu login này. Thì tôi sẽ viết ở đây. Tôi thêm cho nó dấu chấm vào đầu và tôi sẽ cho nó cái margin right là bằng 50 pixel và tôi đi cho size. Đó thì nó căn cho tôi cái mặt hình ra như vậy và trông nó như bây giờ thì nó trông nó đã đẹp hơn. Rồi tiếp theo thì ở chỗ này thì tôi có cái button search và cái giỏ hàng này thì tôi muốn cho nó cách ra một chút. Thì
tôi sẽ đi chỉnh ngôi sau thì cái button search này, còn đó là cái thẻ input tag bằng speed này, thì tôi sẽ viết style cho cái thẻ này, thì tôi sẽ viết ở trên này, tôi sẽ viết ở dưới cái chỗ thẻ input tag bằng search này, ở chỗ này thì tôi sẽ cho nó cái tag là bằng submit. Tôi sẽ cho nó cái mặt in right thì tôi cho nó là khoảng 7 pixel và tôi click cho save. Rồi tôi sẽ đi defect lại trình duyệt. Đó thì nó đã căn cách cái giỏ hàng nó đã cách ra như vậy, trông nó đã đẹp hơn. Thì ngoài ra nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thêm về cách mà sử dụng cách làm cái menu nav bar thì các bạn có thể vô cái trang test bootstrap. Đó, các bạn sẽ đi vô trang Get Bootstrap và hiện giờ tôi đang hướng dẫn các bạn ở cái version 3.3.7 thì tôi sẽ đi vô cái version này. Rồi tôi đi vô mục Component. Thì các bạn đi xuống cái mục thì ở chỗ này nó có cái mục nav bar này, nav rồi nav bar này. Các bạn sẽ vô đây để mà tìm hiểu chi tiết về cách làm các kiểu nav bar khác nhau. Ví dụ như ở đây là nó có các đoạn code mẫu này. Để cách sử dụng cái menu nav bar thì các bạn có thể vô đây để tìm hiểu thêm. Thì hôm nay thì tôi đã hướng dẫn các bạn làm xong cái phần menu nav bar. Thì ở bữa tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần menu category mà drop down xuống để người ta sổ xuống giống như ở cái trang bên này. Ví dụ có cái hình icon rồi danh sách các menu con ở dưới bên này như vậy. Đó, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn ở video tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.